Ngân bất ngờ lên tiếng về đêm chung kết Hoa hậu Trái đất, tôi đã định lấy lại vương miện và... Xuất hiện trong sự kiện giao lưu với báo giới của Hoa hậu Trái đất Phương Khánh, Hoa hậu Hoàn cầu 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân thu hút sự chú ý với nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ. Trả lời phỏng vấn, Khánh Ngân cho biết mình đang tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp riêng sau khi kết thúc nhiệm kỳ với chiến thắng tại Miss Globe 2017. Khánh Ngân cũng lần đầu chia sẻ cụ thể về sự cố diễn ra trong đêm chung kết Miss Globe 2018 cuối tháng 10 vừa qua khi cô bị một nam nhân viên sân khấu vô tình tước mất khoảnh khắc trao vương miện cho tân hoa hậu. Khánh Ngân cho biết việc không được trao vương miện cho tân hoa hậu Hoàn cầu dù là hoa hậu đương nhiệm cũng chỉ là một trong số nhiều sự cố của cô nàng khi bước lên các sân khấu cuộc thi nhan sắc. Khánh Ngân từng gặp sự cố về trang phục, make-up khi tham gia Miss Globe 2017 và đến phút cuối cùng thể hiện vai trò chủ nhân chiếc vương miện, cô nàng vẫn gặp rắc rối đến từ anh chàng nhân viên sân khấu quá nhiệt tình. Khánh Ngân nghĩ sự việc như được sắp đặt để Ngân phải và mình sẽ phải vui vẻ đón nhận. Không ai có thể kiểm soát được sự cố. Khi đứng ở vị trí đó và thấy anh Lễ Tân trao vương miện, Ngân khá bất ngờ. Mình định tiến tới lấy lại vương miện và trao, nhưng đó là giờ phút thiêng liêng của tân hoa hậu chứ không phải là của mình. Miễn sao tân hoa hậu hạnh phúc và vinh dự, Ngân không có gì để chiêm nghiệm quá nhiều. Khánh Ngân chia sẻ. Khánh Ngân cho biết phần lỗi của khoảnh khắc trao vương miện có 102 này là hoàn toàn không phải chủ ý của ban tổ chức và cô đã nhận được lời xin lỗi trực tiếp ngay tại sân khấu. Khi Khánh Ngân vừa bước xuống, giám đốc Miss Flow đã ôm và nói: "Tôi xin lỗi cô gái của tôi rất nhiều về sự cố này, tôi không thể kiểm soát được vì sự việc xảy ra quá nhanh. Hơn nữa chương trình được phát trên một kênh truyền hình lớn, có lẽ xảy ra việc quá giờ phát sóng nên nhân viên lễ tân gấp gáp để hình ảnh chung kết đều được lên hình." Nói về những dự định mới sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss Globe 2017, Khánh Ngân cho biết cô sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng giải trí nhiều hơn. Khi bạn mang vương miện, bạn mang cả trách nhiệm, mang những điều tốt đẹp xã hội và khó thể hiện cá tính riêng. Đến hôm nay, Ngân nghĩ mình có thể bộc lộ cá tính của bản thân mình mà không cần e dè hay đắn đo nhiều hơn nữa. Hé lộ những điều chưa từng công bố về tân hoa hậu Trái đất Phương Khánh. Để có được cơ hội đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2018, Phương Khánh đã lặn lội từ Singapore về Việt Nam để tham dự casting dự án Ngôi sao danh vọng, Leading Star Project. Nguyễn Phương Khánh là một trong những thí sinh được chọn vào dự án Ngôi sao danh vọng, vòng casting khu vực miền Bắc. Cô là một trong những gương mặt nổi bật gây ấn tượng mạnh với Hoa hậu Trái đất 2016 Argentina Ông, nhờ ngoại hình xinh đẹp, tự tin, thông minh và đặc biệt là thành thạo tiếng Anh. Hoa hậu Trái đất Argentina đã chọn Phương Khánh để phỏng vấn. Phương Khánh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ Hoa hậu Trái đất Argentina Ông cũng như các giám khảo khi trả lời tự tin hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tại vòng casting khu vực phía Bắc, Miss Earth Việt Nam Nguyễn Phương Khánh cũng là ứng viên được cho là có cá tính đặc biệt bởi cô đã thể hiện sự quyết tâm và quyết liệt được tham gia dự án, tìm kiếm cơ hội cọ sát trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Nguyễn Phương Khánh đã bay từ Singapore, nơi cô đang sống và học tập về Hà Nội, ghi danh casting dự án. Phương Khánh cũng không thể giấu giếm nỗi giấc mơ được đi thi Miss Earth, bởi cô mong muốn được đóng góp sức mình vào những công việc có ý nghĩa cho xã hội, đặc biệt là vấn đề môi trường. Nguyễn Phương Khánh chia sẻ, "Tôi rất thích cuộc thi Miss Earth, bởi tôi thích giá trị nhân văn và giáo dục mà cuộc thi mang lại. Cuộc thi luôn cập nhật những vấn đề môi trường nghiêm trọng đang xảy ra trên thế giới, giúp mọi người dự thi hay theo dõi cuộc thi cũng đều nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường. Chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người thân yêu bên cạnh. Đó là một cuộc thi nhan sắc nhưng mang tính vì cộng đồng và đề cao vẻ đẹp tri thức và phẩm chất người phụ nữ. Nhiều năm theo dõi cuộc thi, tôi thấy cuộc thi đã có những tác động rất hiệu quả, mang lại những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Chính vì vậy, tôi đã ấp ủ được tham gia cuộc thi này từ lâu. Tôi vốn nghĩ chắc mình sẽ không có cơ hội, nhưng dự án Ngôi sao danh vọng đã mở ra cho tôi một cơ hội tuyệt vời mà tôi đã không chờ được đến vòng casting khu vực phía Nam mà vội vã bay về tham gia casting miền Bắc. Tôi muốn được nói lên tiếng nói của mình, đại diện cho Việt Nam về những vấn đề môi trường mà tôi quan tâm, thấy nhức nhối trong nhiều thời gian qua." Theo chuyên gia đào tạo người mẫu Phúc Nguyễn, người sáng lập dự án Ngôi sao danh vọng, hội đồng giám khảo đã có sự lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng giữa các thí sinh sáng giá đã casting tại hai khu vực để chọn ra đại diện Miss Earth Việt Nam Nguyễn Phương Khánh. Dự án muốn gửi đến cuộc thi Miss Earth năm nay một đại diện Việt Nam vừa có nhan sắc lại vừa có trí tuệ, học vấn tốt. Nguyễn Phương Khánh được hội đồng giám khảo trong nước và các giám khảo quốc tế đã tham gia casting dự án đánh cao về tiềm năng cũng như tố chất.
chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người sáng lập dự án Ngôi Sao Danh Vọng, đơn vị đưa Phương Khánh đi thi cho biết. Phương Khánh có lợi thế tốt về ngoại hình do quá trình tập luyện giữ eo, giữ thân hình đẹp từ khi mới lớn. Hơn nữa, ưu điểm nổi trội của Phương Khánh là sự quyết tâm, nỗ lực tuyệt vời. Nhiều năm nay, Phương Khánh chưa bao giờ bỏ tập thể dục hàng ngày vì bất kể lý do gì. Với chúng tôi, Phương Khánh có thể coi là một viên ngọc của làng nhan sắc mà chúng tôi đã khai thác được. Nhờ quá trình tập luyện bền bỉ, Phương Khánh luôn giữ được vòng eo 56, người cô không có mỡ thừa. Tuy nhiên, khi tham gia Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh tập tăng cơ để có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh hơn, nên cô tự nới eo mình lên thành 58. Để có vòng eo con kiến cùng thân hình đồng hồ cát như Phương Khánh không hề đơn giản một chút nào. Phương Khánh tiết lộ, từ năm 16 tuổi cô đã quấn eo không bỏ một ngày nào. Ban ngày, Phương Khánh quấn bụng bằng quấn chung, nhưng ban đêm cô dùng quấn có nẹp bằng sắt để định hình. Cách này giúp vòng eo của cô nhỏ có đường cong chữ S rõ ràng và mở dồn xuống để vòng mông được nảy nở hơn. Nhờ đó mà Phương Khánh có được vòng eo con kiến, đường cong đẹp và lưng thẳng. Đây thực sự là một nỗ lực cực kỳ lớn của Phương Khánh, đòi hỏi ý chí mạnh mẽ của cô. Phương Khánh cho biết, nếu muốn bản thân mình đẹp thì mình phải tự thử thách chính mình và phải biết yêu cả nỗi đau để bản thân được đẹp hơn. Phương Khánh tập gym từ nhỏ. Trong nhiều năm, cô tập thể dục đều đặn không nghỉ. Mỗi tuần cô tập 4 buổi tập tạ và 3 buổi cardio. Cũng có những buổi sáng không có thời gian tập gym, Phương Khánh chọn cách đi bộ đi học để có thể hai trong một, vừa đi học vừa tập thể dục. Mỗi ngày cô đều ăn ngủ vô cùng khoa học. Sống ở Singapore, nhưng Phương Khánh không ăn tiệm. Cô chọn cách tự nấu nướng để đảm bảo những bữa ăn khoa học và lành mạnh. Mỗi buổi sáng, Phương Khánh dậy từ 6 giờ sáng. Cô dành 10 phút thiền định để tâm được thư giãn, sau đó tập gym hoặc đi bộ. Hàng ngày cô ăn nhiều vào buổi sáng, buổi tối nhất định không ăn. Chế độ ăn của Phương Khánh nhiều rau xanh, khoai lang, nhiều thịt bò, ức gà. Cô hạn chế tối đa các loại tinh bột và đồ ngọt. Nguyễn Phương Khánh sinh ra và lớn lên tại Bến Tre. Cô hiện 23 tuổi, cao 1m72, nặng 51kg, số đo 3 vòng 90-58-94. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018, được tổ chức tại Phú Quốc. Cô hiện là sinh viên trường Curtin University Singapore, chuyên ngành Marketing. Curtin University Singapore là một trong 10 trường đại học danh tiếng nhất của Singapore. Nguyễn Phương Khánh sẽ tốt nghiệp vào đầu năm 2019. Cô là sinh viên đoạt thành tích học tập loại giỏi với số điểm trên 8 chấm. Từ khi có quyết định chính thức sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2018 là từ sau vòng casting dự án Ngôi Sao Danh Vọng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, đến khi phải có mặt tại Philippines vào ngày 7 tháng 10 sắp tới. Thời gian của Á hậu Nguyễn Phương Khánh không có nhiều, cô chỉ có vỏn vẹn hơn 2 tuần để chuẩn bị. Tuy nhiên, Phương Khánh vẫn có những màn thể hiện rất xuất sắc. Trong các hoạt động của cuộc thi Miss Earth 2018, Phương Khánh luôn nổi bật và ghi nhiều dấu ấn ở các phần thi phụ. Phương Khánh sở hữu 2 huy chương của các phần thi phụ, gồm huy chương vàng phần thi trình diễn trang phục dân tộc và huy chương bạc phần thi trình diễn đồ tắm. Hoa hậu Trái đất Phương Khánh bất ngờ viết tâm thư gửi mẹ ruột sau khi đăng quang. Mới đây, tân hoa hậu Nguyễn Phương Khánh đăng hình ảnh cô và mẹ ruột trên trang cá nhân. Điều khiến khán giả xúc động nhất chính là nụ cười lẫn đôi mắt ửng đỏ của mẹ tân hoa hậu Trái đất 2018. Phương Khánh đã gửi những lời cảm ơn tới mẹ của mình, người đã luôn đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường vừa qua. Cô chia sẻ, mẹ ơi, mẹ đã dạy con tất cả mọi thứ mà con biết và đã giúp con trở nên mạnh mẽ và tự mình làm mọi thứ. Thế nhưng dù ở bất cứ địa vị nào, con vẫn là cô con gái bé nhỏ của mẹ và sẽ luôn cần mẹ ở bên cạnh. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Cảm ơn mẹ đã dạy con phải mỉm cười trước những khó khăn và luôn tự tin dù ai có nói gì đi chăng nữa. Con chỉ có thể hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một người phụ nữ như mẹ, mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh. Con yêu mẹ. Hiện tại, tân hoa hậu đang ở Philippines để thực hiện sứ mệnh trên cương vị mới. Cô chia sẻ hiện tại, cô đang đợi quyết định từ ban tổ chức cho cụ thể ngày trở về Việt Nam. Được biết, bố mẹ của cô chia tay từ năm 2009. Bố làm công nhân ngành điện, giờ đã có gia đình riêng. Mẹ của Phương Khánh định cư ở Pháp. Tuy không còn chung sống nhưng cả bố và mẹ hoa hậu vẫn coi nhau là bạn bè. Thời gian khó khăn nhất với Nguyễn Phương Khánh chính là lúc cha mẹ mới ly hôn. Tân hoa hậu Trái đất phải nghỉ học, sau đó cô mới quay trở lại